Thưa quý vị, thưa các bạn, EU là thị trường tiềm năng không chỉ đối với thành phố Hồ Chí Minh mà còn với cả nước. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật, từng bước tiếp cận nhanh và chắc với thị trường này. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản vào thị trường EU do UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vào EU đạt 5 tỷ đô la Mỹ, trong đó nhóm hàng nông lâm thủy sản đạt hơn 700 triệu đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ và trong đó nhóm hàng nông lâm thủy sản đạt hơn 300 triệu đô la Mỹ. Do đó, với cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, xóa bỏ thuế suất đối với hàng nông lâm thủy sản Việt Nam từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, chắc chắn sẽ mở ra cánh cửa rộng lớn cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU. FTA với cả EU hiệp định ở một cái tầm cao mới hơn thì nó đã giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta trải qua từng cái nấc thang trong cái tiến trình hội nhập. Đây là cái lúc mà các doanh nghiệp của chúng ta một lần nữa là phải xác định cái quyết tâm trong cái tiến trình hội nhập này. Chúng ta đã hội nhập thành công ở trong ASEAN, chúng ta cũng đã có được rất nhiều các FTA với các cái nước trong khu vực của châu Á. Thì bây giờ chúng ta có một cái FTA với khu vực về châu Âu như thế này là một cái thách thức, nhưng cũng là một cái có thể nói là một cơ hội để các doanh nghiệp chúng ta có thể chuyển mình một cách mạnh mẽ và qua đó thì có thể thu lợi được từ những các ưu đãi mà hiệp định đã đưa ra. Ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là cái số lượng quy mô doanh nghiệp chúng ta là nhỏ nhưng số lượng chúng ta đông, thì ở đây cái vai trò của cái sự liên kết là rất là quan trọng. Thông qua các cái hiệp hội hoặc là thông qua các cái tổ chức xúc tiến, chúng ta có thể liên kết lại với nhau và chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực. Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng nhận thấy rằng các doanh nghiệp của chúng ta thì có thể là quan tâm đến xuất khẩu nhưng chưa quan tâm đến cái liên kết ngang ở ngay trong nội bộ trong nước. Qua đó chúng ta hoàn thiện được cái chuỗi cung ứng cũng như là nâng cao được các cái giá trị mà ngay từ trong nước chúng ta đã thể đáp ứng. Tôi nói ví dụ đối với ngành dệt may, chúng ta vẫn nói là chúng ta đang có cái điểm nghẽn về vải, nhưng không phải là chúng ta không có vải. Vấn đề là các doanh nghiệp của chúng ta giữa doanh nghiệp sản xuất vải và doanh nghiệp may của chúng ta cũng chưa thực sự có một cái sự liên kết và tìm hiểu về cái khả năng cũng như nhu cầu của nhau. Thì nếu chúng ta tận dụng được những cái đó thì chúng ta cũng giúp cho nhau mạnh lên và các doanh nghiệp của chúng ta cũng có thể phát triển được nhiều hơn nữa. Theo Bộ Công Thương, sau khi có hiệu lực vào đầu tháng 8 năm 2020, nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có thể tiếp cận được một thị trường đầy tiềm năng hơn 500 triệu người và GDP hơn 18.000 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu vào các mặt hàng nông nghiệp hiện đang chiếm khoảng 8,4% trong tổng nhập khẩu của EU. Ghi nhận thực tế cho thấy EU là thị trường có kim ngạch nhập khẩu đứng thứ hai trên thế giới, chiếm 14,9% tổng nhập khẩu toàn cầu. Ngay trong cái nông lâm thủy sản thì những cái mặt hàng như cà phê, rồi thì mặt hàng như là thủy sản, thì rồi thì cũng như một số cái mặt hàng của các cái thực phẩm khác để chế biến thì đã có cái chỗ đứng tương đối là ổn định ở thị trường như là tôm hay là cá tra vân vân. Cái thứ hai mà chúng ta có thể dễ dàng nhận xét thấy là hiện nay chúng ta đang có điều kiện tương đối thuận lợi với cái mức thuế MFN tối hiệu quốc là khoảng độ cỡ gần 20%, còn thuế và GSP thì là khoảng độ cỡ 45%. Thì chúng ta cũng đã cạnh tranh và cạnh tranh tương đối có hiệu quả được với các cái quốc gia khác trong xuất khẩu sang thị trường EU. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy rằng là còn có rất nhiều những cái tồn tại và còn có rất nhiều yếu kém của chúng ta. Tôi nói trước hết đấy là câu chuyện về thuế quan. Chúng ta đang phải cạnh tranh với rất nhiều các quốc gia khác mà được EU cho cái cơ chế gọi là GSP hoặc là thậm chí không hạn ngạch và không thuế quan như là Bangladesh, như là Myanmar, như là Campuchia vân vân. Vì vậy thì gạo, rau quả, trái cây và hàng loạt sản phẩm của chúng ta là đang phải cạnh tranh rất là khốc liệt. Tại hội nghị, một số doanh nghiệp cho rằng EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, nhưng hiện doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được giải pháp hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cho phép xuất khẩu vào thị trường EU với thuế suất ưu đãi. Hiện EU còn thắt chặt nhập khẩu hàng hóa bằng cách áp dụng hàng loạt tiêu chuẩn rào cản kỹ thuật về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, quy trình sản xuất, môi trường. Để đáp ứng được, doanh nghiệp hộ nông dân cần phải chuyển đổi sản xuất, canh tác theo hướng hiện đại, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất để vượt qua khó khăn.
Cái thị trường EU là thị trường truyền thống của bên công ty mình từ trước tới nay. Thì khi xuất vào EU thì luôn lúc nào cũng gặp những rào cản về kỹ thuật, về những cái tiêu chuẩn về kỹ thuật. Tuy nhiên những cái tiêu chuẩn đó thì nó cũng làm cho phía doanh nghiệp mình đó, là cải thiện về sản phẩm tốt hơn. Tuy nhiên có những cái mà mình thấy là nó không phù hợp, nó bất hợp lý và không cần thiết. Nhưng mà theo cái hiệp định này thì mình nghĩ là nó sẽ tháo gỡ nhiều cái vấn đề, đặc biệt là về hàng rào kỹ thuật, về thuế quan và những cái chính sách, thủ tục xuất khẩu. Những cái doanh nghiệp mà rang chiên, chế biến sâu tại thị trường châu Âu thì cũng sẽ là những đối thủ cạnh tranh của chúng ta trong thời gian tới. Tại vì hiện nay chúng ta có thể xuất khẩu những cái mặt hàng sơ chế thì có thể là về cái mức độ rào cản là tương đối họ còn cởi mở, phía bạn còn cởi mở. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã đối đầu trực diện, chúng ta là những cái nhà xuất khẩu điều chế biến sâu, chiên rang đấy tại Việt Nam mà xuất đi vào thị trường châu Âu thì những cái hàng rào kỹ thuật, những cái vấn đề liên quan về SPS đấy hoặc là TPT thì sẽ các bạn chắc chắn là sẽ đề ra, và chúng tôi hy vọng là từ trung ương đến địa phương chúng ta phải có những giải pháp làm sao đó để chúng ta tận dụng thời cơ. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải để xử lý những cái thách thức trong thời gian tới là như thế nào, khi mà chúng ta là từ cái ngành sơ chế mà chế biến những cái sản phẩm sơ chế lên những sản phẩm chế biến sâu và cạnh tranh trực diện đối với các bạn. Thì hiện nay thì có thể nói rằng là các doanh nghiệp của châu Âu thì họ đã nắm bắt được những cái thông tin này từ rất là lâu, và họ cũng đã qua Việt Nam liên doanh liên kết mở nhà máy chế biến cạnh tranh trực tiếp với chúng ta trên cái thị trường nội địa. Và chúng tôi hy vọng rằng những doanh nghiệp Việt Nam chúng ta có tiềm lực, chúng ta có khả năng thì chúng ta cũng nên nghiên cứu để mà cũng mở những cơ sở, những cái văn phòng đại diện hoặc là chúng ta có liên doanh liên kết với các bạn hàng ở châu Âu để mà chúng ta đưa hàng trực tiếp vào những thị trường châu Âu, đặc biệt những cái hàng chế biến sâu trong thời gian tới. Để cải thiện năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp, tiếp cận hiệu quả thị trường EU, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án phát triển xuất khẩu theo hướng chuyển sang dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu và cơ cấu lại ngành hàng xuất khẩu theo hướng tập trung xuất khẩu sản phẩm tinh chế có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh đang là trung tâm cung cấp dịch vụ xuất khẩu cho các tỉnh thành phía Nam. Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã khai trương hệ thống cấp CO điện tử thực thi EVFTA. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ kết hợp EU thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam EU.